Đúng đây là chảy máu. Thôi nước ngọt thì đừng mời mẹ nữa. Mời mẹ nước lọc thôi. Thóc ơi, thóc hay không? Hay không con? Thóc đang uống gì vậy? Đều không có sốt. Con thả bibi mình thân rồi có ăn không? Con thế thôi, thế thôi. Bảo ơi, nó có bibi không Bảo? Có. Thả một miếng thôi. Thả một miếng thôi. Sao cái này nó cứ quay? Kệ, nó đang chơi mà. À, nó đang chơi chung. Cái này là trò chơi của nó, đồ chơi của nó. Con thôi. Im để mẹ quay nào, im để mẹ làm việc nào. Con. Đúng quá chán đây. Mẹ ơi con chơi gì? Con không ăn nữa đâu, mẹ ăn. Kiếm cho con chuột bạch của Bảo nổi tiếng luôn nhá. Đâu? Chuột này người ta gọi là chuột hamster. Chuột gì? Hamster. Chuột hamster. Chuột hamster. Chuột tưởng là chuột hamster. Thôi con. Thôi. Sao thím follow lại được cho cháu ấy? Sao lại không được? Thím tìm. Tìm kiểu của thím. Thôi nó không ăn. Ê, nó đang ăn rồi không bẻ nữa. Bẻ nhiều nó ăn, nhiều nó chết đấy. Thôi con ơi, không cho nó ăn đi nhá. Không ăn. Anh Bảo đang gầy, anh Bảo không ăn. Anh béo ơi. Cái gì? Con. Chị ăn nó chết. Em bé thôi nè. Con ơi. Không nghịch đấy nha, im để mẹ quay nha. Ngồi dưới kia mà kia. Con đây con ơi. Mẹ mẹ cho bim này. Con chuột này, đứng ơi. Con xem con chuột này. Con cố tình thả là mẹ đánh gãy tay nhá. Ta thấy con này thả, ta đập cho. Quay mình đi Bảo. Không tự quay mình. Quay lại. Quay lên mới hay. Con bỏ tay ra. Được rồi. Thank you.
Nó nhìn hân đấy. Con ơi, đừng sờ vào nó. Cái gì vậy? Chúng mà đấy. Mắt của nó màu gì đây? Con xem mắt nó màu gì đây? Màu gì đây? Mẹ không biết. Màu bông. Đúng rồi mà không. Đó. Anh khóc đấy. Hân, Hân. Người gì vậy? Người gì vậy? Đây. Xuân đi đâu ơi? Mấy đi đây, đi đây. Đừng vỗ nó. Kệ nó cho chơi, đừng vỗ nó. Thích con Trần này. Ừ, thích chứ. Chim thích lắm, Hồng Anh có mua thím được không? Có. Có á, mua đi. Mua gì? Mua hộ thím á. Ừ, mua cho á, phải mua hộ đâu. Mua cho á. Ừ, mua cho. Là bao nhiêu tiền? 120.000. Một tờ 100. Với một tờ 20.000. Một tờ 100, một tờ 20.000. Đúng rồi. Hốp kia về mới mua cho bà, mới mua cho cái lợ xong rồi. Thế là dạ. hôm qua là bỏ bỏ một phát không bắt đầu. Hôm qua có cái tiền 120.000 xong rồi. Thế là kệ em. Cầm. Không, để thím quay và thím mới biết đường quay. Mua lâu chưa bảo con này? Hình đồng nhét vào nữa.